vào một ngày nắng nóng oi bức. Sau khi lãnh lương thì mình đang đi dạo ở trung tâm thành phố. Cảm thấy hơi khá, mình đã ghé vào một tiệm Starbucks để tự thưởng cho mình một ly Grande Caramel Frappuccino. Nghe thật là sang chảnh phải không các bạn? Thì trong lúc mình thưởng thức cà phê, vừa lại nhớ đến cuốn sách Dốc hết trái tim của Howard Schultz về Starbucks. Nên hôm nay mình quyết định làm video này để giới thiệu Howard Schultz là ai và Starbucks từ đâu mà có. Howard Schultz sinh ra tại Brooklyn, New York vào năm 1953. Gia đình ông có 3 người con và cha mẹ ông luôn luôn làm việc chăm chỉ với mong muốn tương lai con cái mình sẽ được cải thiện. Cuộc sống thời thơ ấu của ông trải qua trong khu nhà nghèo có thu nhập thấp. Ông thường thấy cảnh cha ông phải luôn luôn đi xin việc ở mọi nơi. Khi ông vừa lên 7 tuổi, cha của ông bị gãy một chân khi đang làm việc. Vì lý do không có bảo hiểm nên tài chính gia đình vô cùng khó khăn, nó đã để lại một vết mực trong tâm trí của ông thời bấy giờ. Trong thời gian học cấp 3, ông rất giỏi chơi thể thao nên đã được trao học bổng để theo học tại Đại học Bắc Michigan và ông cũng đã tốt nghiệp với bằng cử nhân giao tiếp vào năm 1975. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại Xerox và sau đó làm cho một công ty Thụy Điển tên là Hammarby. Công ty này chuyên kinh doanh các dụng cụ trong nhà như là máy xay cà phê. Khi Howard Schultz phát hiện có một công ty nhỏ tên là Starbucks mua máy xay cà phê với số lượng lớn thì ông quyết định bay đến Seattle để gặp gỡ chủ tiệm Starbucks. Vào thời điểm này, Starbucks chỉ là một tiệm cà phê nhỏ được thành lập bởi 3 người có cùng đam mê cà phê tên là Jerry Bowen, Jeff Siegel và Gordon Bulger. Tiệm cà phê này không bán cà phê pha sẵn cho khách, chủ yếu họ bán hạt cà phê đã xay và rang cho khách đem về. Cuối những năm 1960, người Mỹ chỉ dùng cà phê hòa tan được bày bán ở các siêu thị. Họ thậm chí còn không biết sự khác biệt giữa các loại cà phê, nên khách hàng của Starbucks không hề nhiều. Sau khi Howard Schultz đến và thưởng thức ly cà phê Starbucks, ông ta lập tức phải lòng với nó. Ông chưa từng cảm nhận được vị cà phê nào ngon như ly cà phê này. Ông ta tự nói với lòng mình, lạy Chúa, đây là một doanh nghiệp tuyệt vời, một thành phố xinh đẹp. Tôi muốn trở thành một phần của những thứ này. Nó xảy ra như tình yêu sét đánh vậy. Chỉ vì cốc cà phê tuyệt diệu đó mà người đàn ông 29 tuổi này lúc đó đã từ bỏ tất cả công việc tại Hammarby và năn nỉ chỉ để được làm việc tại Starbucks với mức lương chỉ bằng một nửa công việc trước đó. Ông ta sau đó được nhận vào làm giám đốc marketing cho Starbucks. Năm 1982, ông chính thức chuyển đến Seattle. Trong một chuyến công tác đến Milan, Ý vào năm 1983, ông đã đem về công thức pha chế latte và cappuccino. Tuy nhiên, khi chứng kiến những khái niệm về cà phê Ý, Howard Schultz đã cực kỳ ngạc nhiên vì đó không chỉ đơn thuần là tiệm cà phê mà là một nơi để mọi người gặp nhau và giải trí. Khi quay về Mỹ, ông lập tức năn nỉ chủ tịch Starbucks mở chuỗi cà phê y như mô hình ở Ý. Nhưng ý tưởng này đã bị từ chối vì cho rằng người Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho việc thưởng thức cà phê ngon. Nhưng Howard Schultz đã cảm thấy tự tin về quyết định của mình. Ông đã xin từ chức và ra thành lập công ty riêng. Ban đầu, ông cần 1,7 triệu đô để mở doanh nghiệp của mình. Phần lớn số tiền ông mượn được là từ chủ sở hữu của Starbucks và phần còn lại là từ ngân hàng. Năm 1986, ông chính thức mở tiệm đầu tiên ở Seattle với tên gọi mang đậm phong cách Ý, Il Giornale, và nó đã cực kỳ thành công. Chỉ trong ngày đầu tiên đã có đến 300 khách hàng ghé thăm. Một năm sau đó, Starbucks rao bán mọi thứ từ cửa hàng, nhà máy xay cà phê và cả nhãn hiệu với giá 4 triệu đô. Howard Schultz lập tức đi năn nỉ vay mượn mọi nơi, kể cả những nhà đầu tư, cùng với lời hứa sẽ phát triển thành công và lớn mạnh chuỗi cửa hàng cà phê này. Một trong những nhà đầu tư lúc bấy giờ là cha của Bill Gates, người sáng lập ra Microsoft. Sau khi mua lại Starbucks thành công, ông đã đổi tên Il Giornale thành Starbucks. Howard Schultz đã quay lại Ý 2 năm sau kể từ khi lần đầu đến đó. Lần này, ông đã quay phim lại phong cách barista, tức người phục vụ pha chế cà phê tại Ý để làm tư liệu huấn luyện cho nhân viên Starbucks. Phong cách phục vụ nên thân thiện, cởi mở, vừa trò chuyện với khách hàng, vừa pha chế cà phê và thậm chí họ còn nhớ cả tên của khách hàng. Đó là lý do mỗi khi bạn đến Starbucks, họ thường hỏi tên của bạn và ghi chúng lên ly cà phê mà bạn order. Khách hàng đến với tiệm cà phê sẽ không được phép hút thuốc. Ở Starbucks chỉ có mỗi một mùi thơm, đó là mùi thơm của cà phê mới pha mà thôi.
Vào năm 1992, ông đã mở hơn 125 tiệm cà phê ở Mỹ, bắt đầu tại New England, Boston, Chicago và dần dần đến California. Howard Schultz lấy mô hình nhượng quyền của McDonald's làm mẫu và xây dựng theo cách riêng của mình. Ở Starbucks, khách hàng có đủ lựa chọn cho riêng mình, loại thức uống như latte, espresso, mocha. Sai có cà phê, tên sai là của tiếng Ý nên nghe rất sang như là grande, venti, gentle. Và loại sữa, béo hoặc không béo, mỗi người đều có thể tự order theo sở thích của riêng mình, nơi mà khách hàng có thể cảm thấy thoải mái vì được phục vụ như một ông vua hay một bà hoàng. Chỉ trong năm 1992, công ty bắt đầu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq với giá là $14 cho một cổ phiếu. Vào cuối ngày thì giá cổ phiếu đã tăng chóng mặt lên đến $33, tăng hơn 135% chỉ trong một ngày. Ở doanh nghiệp này, Howard Schultz rất chăm chú vào nhân viên của mình. Tất cả nhân viên làm việc trên 20 giờ một tuần đều được cấp thẻ bảo hiểm. Ông còn thưởng cho nhân viên giỏi nhất, có hiệu suất cao nhất bằng cả cổ phiếu để truyền động lực, cho thấy họ cũng là một phần làm chủ, làm đồng sở hữu của Starbucks này. Vào năm 1994, những nhân viên thấy doanh số tại bang California giảm đáng kể vào mùa hè do thời tiết nóng bức. Một nhân viên đã tạo ra một thức uống cà phê lạnh với mong muốn nó có thể thu hút khách hàng nơi đây. Mặc dù không đồng tình với món này, nhưng Howard Schultz vẫn đồng ý cho thử. Vào năm 1995, thức uống này lấy tên là Frappuccino, nghĩa là sữa lắc với cà phê, chính thức được bán và nó đã trở thành một hot trend thời bấy giờ. Chính Howard Schultz cũng đã thừa nhận sau này, suýt tí nữa thì ông đã giết đi một thức uống tuyệt vời này. Nó thành công đến nỗi vào năm 1996, PepsiCo cùng với Starbucks bắt tay nhau trong việc sản xuất Frappuccino đóng chai. Cùng năm 1996, Starbucks bắt đầu mở rộng lãnh thổ, vượt qua cả bên ngoài nước Mỹ để đem hương vị cà phê đến cho mọi người. Bắt đầu là ở Nhật, sau đó là Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh và Thụy Điển. Vào năm 2000, hơn 2.400 cửa hiệu Starbucks có mặt tại Mỹ và 350 cửa hiệu trên khắp thế giới. Đến thời điểm này, Howard Schultz đã giao chức CEO lại cho một người khác và ông trở thành chiến lược gia, tập trung vào mở rộng thị trường Starbucks trên thị trường thế giới. Công ty ông tiếp tục phát triển nhanh chóng. Vào năm 2007, thì Howard gặp một số rắc rối khi nghe khách hàng than phiền về Starbucks đã mất đi sự lãng mạn của nó khi các cửa hiệu bắt đầu bán nhiều thức ăn sáng, nhân viên thì thiếu chuyên nghiệp và không còn mùi thơm cà phê trong cửa tiệm. Song song với đó, họ phải cạnh tranh khốc liệt với McDonald's và Dunkin' Donuts khi mà họ đề nghị cà phê miễn phí hoặc giảm giá khi đến cửa hàng. Thêm vào đó, khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã buộc Howard Schultz phải quay trở lại làm CEO để khôi phục lại hình ảnh công ty trong tâm trí khách hàng. Ông ngay lập tức đóng cửa các cửa tiệm kém hiệu quả, thay đổi gần như hoàn toàn đội ngũ điều hành, huấn luyện lại các nhân viên của mình với mong muốn đem lại một không khí thân thiện và ly cà phê espresso thơm ngon cho khách hàng. Các món ăn sáng thì không được phép bán nữa, để giữ cho tiệm luôn có mùi hương của cà phê. Bên cạnh đó, Starbucks sẵn sàng lắng nghe ý kiến của nhân viên và khách hàng để cải thiện tốt hơn. Và chiến lược đó đã thành công, doanh thu bắt đầu tăng lại và cổ phiếu tăng 143% vào năm 2009. Howard Schultz ở lại điều hành đến năm 2016, thì bàn giao lại chức vụ CEO và quay lại làm chủ tịch điều hành. Ông đã phát hành 4 quyển sách, trong đó cuốn Dốc Hết Trái Tim là được mọi người đón đọc nhiều nhất. Cuốn sách nói về lịch sử và quá trình phát triển của Starbucks dưới lời kể của ông. Ông đã từng nói, "The most powerful and enduring brands are built from the heart." Tạm dịch, nhãn hiệu mạnh mẽ và bền bỉ nhất khi nó được xây dựng nên từ trái tim. Và ông đã chứng minh tình yêu của ông đối với cà phê mãnh liệt như thế nào, cũng như là cách ông đã xây dựng và cải thiện Starbucks để danh tiếng của công ty này mà ai ai trên thế giới cũng đều biết đến. Và đó là câu chuyện về chuỗi cà phê Starbucks và người sáng lập vĩ đại Howard Schultz. Và nếu các bạn thích video này thì hãy để lại một like để tụi mình có thêm động lực, hoặc comment bên dưới nếu tụi mình có bỏ sót gì nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Tụi mình sẽ tiếp thu và cố gắng hơn cho những video sau này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.